Hello, chào chú. Hello, nghe rõ không con? Dạ, con nghe rõ. Hôm nay đẹp trai dữ à. Hớt cái tóc rồi xong trắng sạch sẽ một chút. Ok thì cũng sẵn đây nhân tiện thì có thằng Quy ở đây thì nãy người ta kêu lên mà nó không có lên mà nó ngồi nó sủa hoài, thấy mất mệt quá. Nói lên thì lên nói cái gì đó là nói đi. Thì cái chuyện vaccine của Việt Nam thì cái chuyện nó cũng bình thường quá. Bây giờ để tiếp nói cái câu chuyện mà thằng Xuân hồi nãy nó nói đó, thì ở đây thì tất cả mọi người cũng đã hiểu rồi, cái chuyện đó nó cũng được đưa lên mạng rồi, cũng người ta đã hiểu rồi. Mình chỉ có một cái như vậy, mình hỏi Nga Quy á, từ hồi xưa đến giờ mày cũng ở Mỹ, tao cũng ở Mỹ, nhưng mà tao thì tao không tưng bốc Mỹ, mà tao chỉ cái gì tao có cái tánh kỳ cục là tao nói vấn đề thực tế thôi. Còn chúng mày thì hay đưa lên những cái luận điệu là coi như là vung tay quá hớp quá tráng, có nghĩa là có không có gì cũng nói tốt nhất trên đời Mỹ là tốt hết, bây giờ tới cuối cùng rồi mày cũng nói nhiều bắt phim Mỹ bắt phim đi, cái chuyện đó tao không quan tâm. Từ hồi xưa giờ tao chỉ yêu cầu mày lên mày phản bác giùm tao. Ở đây thì mình không muốn nhắc tới cái chuyện mà của ông Andrew đó nữa, nhưng mà mình muốn nó hỏi mày một cái câu như vậy. Từ hồi xưa tới giờ mày hay nói là đất nước Việt mà Mỹ là không kỳ thị chủng tộc, rồi tất cả ai cũng như ai, rồi nói chung là từ ăn sẽ nói chung là tất tần tật, mày mày lúc nào mày cũng đề cao cả, ai cũng biết rằng nước Mỹ nó giàu, tao không thừa, tao không tao cũng thừa nhận cái điều đó, nó giàu thì nó giàu, nhưng mà ở đâu đó có nhiều cái mình ở đây thì mình muốn nói ra một cái điều này là bữa nay cái vụ mà ông Andrew Đỗ mà đã bị tụi Mỹ trắng nó chửi bới thì cái đó nó cũng nói lên cái điều gì mày đã hiểu rồi à. Ta không cần phải nhắc lại cái điều này, nó cũng hơi tế nhị, bởi vì khi mình phui cái điều này ra thì mình mới cảm thấy là tất cả 2 triệu mấy 3 triệu người ở nước Mỹ này cảm thấy là bị cạo, bị tổn thương. Nó thẳng mình không nói, mình không dùng nói chữ nhục mà mình dùng chữ tổn thương. Trong đó có đủ loại thành phần, có những người ông HO, có những người đi theo chuyện tất cả mà đã chủng tộc Việt thì đều bị tổn thương. Là bởi vì sao? Là bởi vì ông này là một người làm trong cơ quan nhà nước, trong nền hành pháp của chính phủ nước Mỹ, và hiện giờ cái chuyện này xảy ra nó không phải ngoài đường phố, nó không phải chuyện ở trong cái chợ, mà nó không không phải là ở chỗ nào trên trên nước Mỹ, mà nó ở trong một cái phòng họp, mà cái phòng họp này là của chính quyền Mỹ. Cái điều đó nó mới thấy kỳ cục đó. Thì nói như vậy để cho mày hiểu rằng từ xưa giờ chúng mày nói tụi bay nước Mỹ không bao giờ kỳ thị điện kia, cái mày sáng con mắt mày ra chưa Quy, cái điểm thích mày sáng mắt mày ra chưa, có chuyện mày mày hỏi mày 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 viết cái câu tao đọc mới thì ra, tao đọc tao thấy mới đọc thì là tao thấy hỏi mày có làm cái gì sai mà nói cái gì sai, thì tao thấy có cái điều tao muốn phản ứng cho mày hiểu là khi mày đẻ ra đời là mày đã sai rồi, được chưa? Mày đẻ đời là mày đã sai rồi, tại bởi vì đẻ đời mày không phải giống người ta, mày giống quỷ gì đâu không á, mà tối ngày mày trù và rủa mày đủ, mày bôi mày móc mày làm đủ trò rồi, mà những cái riêng bậc chính mà tao hỏi mày mày không trả lời, mắc mới gì mày ở bên nước Mỹ mày chẳng có thẩm quyền, mày cũng không là cái gì cả, mày cứ tò mò mày hỏi chích vaccine gì, đúng. Tao nói rồi, nó chắc cái gì cái cha ta mắc mới gì mày hỏi, mày nghĩ mày 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 là cái gì, mày không là cái gì trơn rồi mày cứ đòi hỏi người ta, đúng mà thấy mất chất cái này cái kia. Người ta đã nói rồi, nó có một cái bài bình luận của VTV rồi, vaccine Trung Quốc đã được đã Bộ Y tế của thế giới đã chấp nhận và nó chích trên 1 tỷ người rồi, và nó có không có sự phản ứng phụ vậy vẫn hỏi hoài, lý do là sao mày bỏ tiền mua hả? Chuyện đều vô lý, nhiều chuyện tới buồn cười, bởi tao nói mày rồi, mày đẻ ra đời mày đã sai rồi, đừng nói chuyện gì vậy. Rồi bây giờ mày cứ ngon mày lên diễn đàn mày phân tích giùm tao cái vụ của anh Ri đổ giùm tao đi, đó là mày giỏi mày hay đó. Rồi tao hỏi có một câu thứ nhì nữa, à, tao hỏi cho mày một câu nào. Ở nước Mỹ này rất là nhiều cộng đồng của tất cả các nước đủ loại rồi, cần có 100 cộng đồng, trong đó Africa, Somali, Ấn Độ, hồi nói chung là tất tần tật từ đâu sang Tây, nó là hợp Trung Quốc mà, là tất nhiên nó có nhiều cộng đồng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà tôi hỏi mày một câu, lý do tại sao nó không chửi tất cả mọi cộng đồng khác mà nó đè đầu gì ra nó chửi?
Mày thích người ta coi cái thiện này tao biết thì thừa đi, nhưng mà khi mình moi móc, mình chia sẻ, mình phân tích rồi cái kia thì mình làm mình là người Việt ở Mỹ mà bị sẽ bị tổn thương. Mày hiểu tao nói không? Tao không nói cái thực chất đó, mày ngon mày lên đó, đó mà tao xuống mày lên mày nói đi, mày nói cái vụ anh đi đổi cho tao nghe thử coi. Mà tất cả những báo đài, những người Việt, cái hãng báo người Việt này, Cali Today này, Sài Gòn nhỏ, Lý Đô Sài Gòn, các cái là im thinh thích, không một phản ứng gì cả. Mày ngon mày đi xuống đi, mày dương cờ lên đi, rồi bắt đầu mày bi biểu tình, mày phản đối đi, mày kéo biểu tình đi, giống cái như mỗi lần gì đó. Tao đi theo mày cho mày đi trước, tao đi sau, bảo đảm với mày đó. Mấy kiểu đích danh đó, đủ với thằng này tổng Mỹ đắng rồi, mình bự biểu tình đi, hay là tôi sợ biết tin nó bắn bỏ mẹ, kỳ thị rõ ràng ra mặt mày, kỳ thị còn có thằng một cái thằng đại diện cái cộng đồng mà mày là tụi bay làm in tin tức cũng chẳng có làm gì hết. Sao vậy, sao vậy, nói là nghe coi. Lúc nào cũng lên ào ào với ta, không chưa ta chưa thấy ai như mà chúng tụi bay ở trong đất nước hiện giờ đang bị dịch, tất cả mọi người đều chung tay góp sức, từ lớn cho đến nhỏ, từ chính phủ trung ương cho đến người dân, ai cũng lo sợ dịch bệnh và chung tay góp sức. Thì ngược lại tụi bay ở ngoài này có một cái bộ phận giống như tụi bay vậy, tối ngày cái chăm chọc phá bỉnh rồi chê bai này kia, nhưng mà dồn lên dồn lại bay ngay bây giờ chính bữa đang dịch đây, Việt Nam cũng hơn tất cả các bộ quốc gia khác trên thế giới, bằng chứng càng Mỹ rồi, gần 700.000 người chết rồi đó. Rồi thậm chí những cái buồn cười đó, từ trên xuống dưới không có thống nhất với nhau, ai cũng hiểu là cái điều ra ngoài đường hoặc là đi đâu phải bịt mồm bịt miệng lại, khẩu trang lại, rồi chích vaccine. Ngược lại thằng Mỹ đâu có chịu chết. Rồi thậm chí tao mới đăng lên cái bài đó, vận động viên thể lực của anh đó, thằng đó rụng coi như là cũng ấy, rụng mày nó hối hận trước khi tắt thở, hối hận biết chạy hồi xưa mình chết đi chứ không. Nhưng mà vậy nó quẩn ngoan cố, nó vẫn không chịu chết, kỳ công vậy. Tất nhiên là cái gì, người dân với chính phủ không đồng lòng, có nghĩa là người dân không tin tưởng vào chính phủ. Nó nói rượu mới biết vaccine, nó vaccine gì lợi chết hay tao chết thì sao, đủ rõ ràng ở trong buổi họp của anh đi đổ đó, nó không chịu, nó không tin, nó quá đản gì đó. Đâu mà lên mà giải thích người ta coi coi, đi nghe gì đâu, đủ khó gì thế không? Khó. Ok rồi rồi.